Nhìn lỗi mình. Lời Phật dạy: không nên nhìn lỗi người. Người làm hay không làm nên tự nhìn thân ta, có làm hay không làm. Kinh Pháp Cú. Chú giải: lời nhắc nhở khuyên nhủ trên đây của Đức Phật nhằm giúp chúng ta khi tu hành không nên nhìn ra ngoài, mà hãy nhìn vào trong ta, kiểm điểm lại ta, quan sát lại ta, tư duy về ta, để tìm ra những lỗi lầm của mình. Nhờ có thấy được lỗi lầm, ta mới cố gắng khắc phục, làm không cho phạm phải những lỗi lầm đó nữa. Nếu hàng ngày chuyên cần làm những công việc này, tức là ngăn ác và diệt ác pháp, thì tâm ta không còn lỗi lầm. Tâm không còn lỗi lầm là tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Tâm thanh thản, an lạc và vô sự là tâm vô lậu, là tâm hết khổ đau. Lời khuyên: không nên nhìn lỗi người. Biết lỗi người thì tâm ta sinh ra đau khổ. Thường ở đời, người ta đều thấy lỗi người, chứ ít ai thấy lỗi mình. Do đó, tâm nhiều đau khổ. Vì vậy Đức Phật khuyên dạy: không nên nhìn lỗi người. Người làm ác, làm thiện, ta không nên lưu ý đến. Họ làm ác thì họ phải chịu mọi sự khổ đau, chứ ta cũng không chịu thế cho họ được. Vì vậy, ta không lưu ý đến mọi việc của người khác như lời khuyên này. Người làm hay không làm, ta không cần biết đến, chỉ nên tự nhìn thân ta, xem xét lại ta, coi ta có tạo nên lỗi lầm gì không. Nếu có lỗi lầm thì cố gắng khắc phục, đừng để vi phạm những lỗi lầm đó nữa. Bốn câu kệ trên đây là dạy chúng ta tu tập tứ chánh cần. Các bạn có lưu ý điều này chăng? Đạo Phật tu tập rất nhẹ nhàng, không có ức chế tâm chút nào cả, phải không các bạn? Tu tập như ngồi chơi mà giải thoát thực sự. Cho nên không ai ngờ người tu hành bây giờ là tu sai, vì dụng công quá nhiều, phí năng lượng, phí sức, nên bị hôn trầm thùy miên vô ký tấn công. Hàng ngày chỉ biết quan sát lại thân tâm mình, tìm xem có những ác pháp nào xâm chiếm vào nó thì phải ngăn và diệt. Còn về tâm cũng vậy, khi có một niệm nào khởi lên lỗi lầm thì phải mau mau diệt. Sống hàng ngày mà nỗ lực tu tập như bốn câu kệ trên thì cuộc sống chúng ta có một đời sống an lạc và hạnh phúc tuyệt vời. Chỉ cần sống đúng như bốn câu kệ trên đây thì cũng đã giải thoát rồi. Còn gì để tu tập nữa, phải không các bạn? Tu tập như các bạn, chúng tôi cảm nhận dường như các bạn tu sai không đúng pháp. Nếu qua bốn câu kệ trên đây thì rõ ràng là các bạn đã tu sai pháp. Các bạn nên lưu ý mà sửa lại thì mới thấy lời dạy của Phật là thực tế. Pháp của ta không có thời gian đến để mà thấy. Hương đạo đức. Lời Phật dạy: ít giá trị hương này hương già la chiên đàn, chỉ hương người đức hạnh xông ngát mấy trời xa. Kinh Pháp Cú. Chú giải: người tu hành theo Phật giáo phải lấy giới luật đức hạnh làm cuộc sống, vì chính giới luật đức hạnh mới xác định giá trị của một người tu giải thoát. Người tu hành phạm giới, phá giới như đa số các tu sĩ và cư sĩ hiện giờ bên Đại Thừa, Nam Tông, Thiền Tông, Tịnh Độ Tông thì không xứng đáng là đệ tử Phật, không xứng đáng là tín đồ Phật giáo. Họ chỉ là những tu sĩ và cư sĩ của Bà La Môn giáo mang danh Phật giáo, chứ chẳng có chút gì là Phật giáo cả. Cho nên, trong Kinh Pháp Cú dạy, không mùi hương nào bay ngược chiều gió mà chỉ có hương đạo đức, giới luật. Không một hương hoa nào bay ngược chiều gió thổi, chỉ hương người đức hạnh bay ngược gió bốn phương. Người giữ gìn giới luật nghiêm túc là người giữ gìn thanh danh và uy tín của Phật giáo. Trước lúc nhập Niết Bàn, Đức Phật đã di chúc: giới luật còn là Phật giáo còn, giới luật mất là Phật giáo mất. Nếu tu sĩ và cư sĩ cố gắng giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, không hề vi phạm, thì ngày hôm nay Phật giáo đâu có ra nông nổi như thế này. Hương giới luật không có một mùi hương hoa nào sánh bằng,
Vì thế, Kinh Pháp Cú dạy, chỉ hương người đức hạnh, xông ngát mấy trời xa. Đúng vậy, người giữ gìn giới luật nghiêm túc, không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào, thì cả thế giới đều biết họ, đó là hương giới luật, xông khắp mấy trời xa. Giữ giới luật mà không bị ức chế tâm, không bị gò bó, trói buộc mình, thì nhất định phải có giới hành. Giới hành tức là 37 pháp hành, 37 phẩm trợ đạo, để tu tập ly dục ly ác pháp. Cho nên, trên đường tu tập cầu giải thoát, thì giới luật là hành động đạo đức, đời sống của người tu sĩ Phật giáo. Nếu ai không chấp nhận giới luật, thì xin các bạn vui lòng đừng theo Phật giáo. Vì có theo nó, thì chẳng có ích lợi gì cho bạn, mà chính bạn đã làm cho Phật giáo băng hoại, làm cho Phật giáo mất gốc, làm cho Phật giáo suy đồi. Đó là mùi thối bay khắp muôn phương. Các bạn hãy suy nghĩ lại đi, có đúng không hỡi các bạn? Giới hạnh, lời Phật dạy. Những ai có giới hạnh, an trú không phóng dật, chánh trí chơn giải thoát, ác ma không thấy đường. Kinh Pháp Cú. Chú giải: người tu sĩ và người cư sĩ đã tu tập theo Phật giáo thì phải biết giới luật rất là quan trọng. Nếu người tu sĩ và người cư sĩ nào sống không đúng giới luật thì tu hành chỉ phí công mà thôi. Vả lại còn phạm tội rất nặng, đó là tội làm cho Phật giáo suy đồi, biến Phật giáo thành một tôn giáo mê tín lạc hậu, biến Phật giáo thành một nghề mê tín lừa đảo người khác để sống. Thầy Tụng: người tu sĩ và người cư sĩ đã tu tập theo Phật giáo thì có 3 điều kiện quan trọng cần phải lưu ý. 1. Phải sống đúng giới luật, không hề vi phạm lỗi nhỏ nhặt nào. 2. Phải luôn tu tập an trú và giữ tâm không phóng dật bằng các pháp ly dục, ly ác pháp. 3. Phải luôn dùng chánh tri kiến trước các ác pháp và các cảm thọ. Nếu người tu sĩ và người cư sĩ Phật giáo tu tập và giữ gìn tâm được như vậy là thành chánh giác, không có khó khăn, không có mệt nhọc. Bởi vậy, đạo Phật tu hành không phải khó. Khó là chỗ chúng ta không bền chí, thiếu nghị lực, không gan dạ mà thôi. Phải không hỡi các bạn? Những ai có giới hạnh, an trú không phóng dật, chánh trí chơn giải thoát. Xin các bạn ghi nhớ 3 câu kệ này. Nó đã xác định được mục đích và con đường tu theo Phật giáo một cách cụ thể và rõ ràng. Cho nên, các bạn tụng kinh, trì chú, niệm Phật, lạy hồng danh, chư Phật sám hối chỉ là một hành động mê tín lạc hậu của những giáo điều ngoại đạo. Chứ trong kinh sách Nguyên Thủy, Đức Phật luôn dạy chúng ta ngăn ác, diệt ác pháp, sống trong thiện và mãi mãi sống trong thiện. Đó là chân giải thoát của Phật giáo. Bờ bên này, bờ bên kia. Lời Phật dạy: một, tà kiến. Này Bà La Môn, là bờ bên này. Chánh kiến là bờ bên kia. Hai, tà tư duy, là bờ bên này. Chánh tư duy là bờ bên kia. Ba, tà ngữ, là bờ bên này. Chánh ngữ là bờ bên kia. Bốn, tà nghiệp, là bờ bên này. Chánh nghiệp là bờ bên kia. Năm, tà mạng, là bờ bên này. Chánh mạng là bờ bên kia. Sáu, tà tinh tấn, là bờ bên này. Chánh tinh tấn là bờ bên kia. Bảy, tà niệm, là bờ bên này. Chánh niệm là bờ bên kia. Tám, tà định, là bờ bên này. Chánh định là bờ bên kia. 9. Tà trí, là bờ bên này. Chánh trí là bờ bên kia. 10. Này Bà La Môn, tà giải thoát là bờ bên này, chánh giải thoát là bờ bên kia. Này Bà La Môn, đây là bờ bên này, đây là bờ bên kia. Ít người giữa nhân loại đến được bờ bên kia, còn số người còn lại xuôi ngược chạy bờ này. Những ai hành trì pháp theo chánh pháp khéo dạy sẽ đến bờ bên kia. Tăng Chi Bộ Kinh tập 4, trang 557. Chú giải:
Theo Phật giáo xác định cho chúng ta thấy hai lộ trình. Một, lộ trình đau khổ. Hai, lộ trình hết đau khổ. Lộ trình đau khổ là bờ bên này, lộ trình hết đau khổ là bờ bên kia. Tà là đau khổ, chánh là hết đau khổ. Ác là đau khổ, thiện là hết đau khổ. Đọc đoạn kinh trên đây, chúng ta xét thấy sự giải thoát của Phật giáo rất rõ ràng và dễ dàng, không có khó khăn. Bởi vì cần có chánh tri kiến, hiểu biết thiện và ác là giải thoát ở ngay đó, như bờ bên này và bờ bên kia. Đức Phật dạy, tà kiến, này Bà La Môn, là bờ bên này, chánh kiến là bờ bên kia. Vậy tà kiến và chánh kiến là gì? Tà kiến là thấy đúng, thấy sai, thấy phải, thấy trái, thấy trắng, thấy đen, thấy tốt, thấy xấu, vân vân. Do đó, thường ở bờ bên này chịu nhiều khổ đau. Chánh kiến là thấy nhân, thấy quả. Do thấy nhân quả như thật, nên ở bờ bên kia không còn khổ đau. Chúng tôi thường khuyên mọi người, chớ nhìn mọi việc đúng sai phải trái, mà hãy nhìn nó là thiện ác, thì cuộc đời các bạn sẽ được an vui và hạnh phúc ngay liền. Đức Phật dạy, tà tư duy là bờ bên này, chánh tư duy là bờ bên kia. Vậy tà tư duy và chánh tư duy nghĩa là gì? Muốn hiểu rõ lời dạy này thì phải hiểu nghĩa tư duy. Tư duy là sự suy nghĩ. Tà tư duy là suy nghĩ một điều gì? Điều đó làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. Nói cho rõ ràng hơn là sự suy nghĩ làm cho chúng ta buồn khổ, phiền não, tức giận, căm ghét, thương nhớ, lo sợ, âu sầu, vân vân. Sự suy nghĩ như vậy là không giải thoát, mà Đức Phật dạy, tà tư duy là bờ bên này. Bờ bên này là bờ đau khổ địa ngục. Vì thế, Đạo Phật không chấp nhận những sự tư duy như vậy. Đó là những tư duy của người không có trí, còn sống trong mê mờ ngu si. Chánh tư duy là sự suy nghĩ một điều gì mà điều đó không làm khổ mình, khổ người, khổ cả hai. Chánh tư duy là một sự suy nghĩ làm cho chúng ta không buồn phiền, không làm cho ta tức giận, không làm cho ta lo lắng sợ hãi, không làm cho ta bất toại nguyện, vân vân. Sự suy nghĩ như vậy mang đến cho chúng ta một tâm hồn an vui và hạnh phúc, biến cảnh thế gian thành cõi cực lạc thiên đàng. Cho nên Đức Phật dạy, chánh tư duy là bờ bên kia. Bờ bên kia tức là bờ giải thoát. Nếu cuộc sống mà chúng ta khéo chánh tư duy như vậy, thì lúc nào tâm hồn cũng thanh thản, an lạc và vô sự, không còn một ác pháp nào tác động được thân tâm, thì chúng ta đã chứng quả A-la-hán. Đâu còn gì mà tu tập nữa, phải không các bạn? Cho nên bờ bên kia là bờ của những bậc A-la-hán ở. Đức Phật dạy, tà ngữ là bờ bên này, chánh ngữ là bờ bên kia. Vậy tà ngữ và chánh ngữ nghĩa là gì? Tà ngữ là lời nói ác. Lời nói ác có bốn. Một, nói lời hung dữ. Hai, nói lời đâm thọc. Ba, nói lời lật lọng. Bốn, nói lời không thật. Người nào còn nói những lời ác ngữ là còn ở bờ bên này. Bờ bên này là bờ đau khổ. Chính lời ác khẩu là sự đau khổ của người có lời nói ấy. Khi ta nói lời tà ngữ ấy là địa ngục mở cửa đón ta. Chánh ngữ là những lời nói thiện. Lời nói thiện có bốn. Một, không nói lời hung dữ. Hai, không nói lời đâm thọc. Ba, không nói lời lật lọng. Bốn, không nói lời không thật. Lời nói không làm khổ mình, khổ người là lời nói thiện. Lời nói ấy là chánh ngữ. Nếu ai đã từng nói những lời nói này là người ở bờ bên kia, bờ giải thoát. Như vậy chứng quả A-la-hán đâu phải khó, phải không các bạn? Đức Phật dạy, tà nghiệp là bờ bên này, chánh nghiệp là bờ bên kia. Vậy tà nghiệp và chánh nghiệp là gì? Tà nghiệp là những hành động làm khổ mình, khổ người, khổ cả hai. Nếu ai có những hành động như vậy là người ấy đang mở cửa địa ngục, đang ở bờ bên này, bờ khổ đau. Chánh nghiệp là những hành động không làm khổ mình, khổ người, khổ cả hai. Chánh nghiệp là những hành động mở cửa thiên đàng cho chúng ta bước vào. Ai từng có những hành động này là ở bờ bên kia. Bờ bên kia là bờ giải thoát. Bờ giải thoát là bờ vô lậu. Như vậy, chứng quả A-la-hán đâu phải khó khăn, phải không các bạn? Đức Phật dạy, tà mạng là bờ bên này, chánh mạng là bờ bên kia. Vậy, tà mạng và chánh mạng nghĩa là gì?
Tà mạng là nuôi mạng sống không chân chánh, có nghĩa là ăn uống và ngủ nghỉ phi thời, ăn uống không tiết độ, ăn uống những thức ăn độc vào thân, ăn uống thích món ngon vật lạ, cao lương mỹ vị. Người ăn uống phi thời như vậy là mở cửa địa ngục, là ở bờ bên này. Ở bờ bên này là bờ đau khổ. Chánh mạng là ăn uống không phi thời, ăn uống có tiết độ, ăn để sống chứ không phải ăn cho ngon, ăn cho bổ, mập, ăn những cao lương mỹ vị. Chánh mạng không bao giờ ăn thịt chúng sanh. Chánh mạng là nuôi mạng sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Chánh mạng là ở bờ bên kia, bờ giải thoát, bờ vô lậu. Như vậy chứng quả A-la-hán đâu phải khó, phải không các bạn? Đức Phật dạy, tà tinh tấn là bờ bên này, chánh tinh tấn là bờ bên kia. Vậy tà tinh tấn và chánh tinh tấn nghĩa là gì? Tinh tấn có nghĩa là siêng năng. Tà tinh tấn là siêng năng điều ác, luôn luôn làm khổ mình, khổ người, khổ tất cả chúng sanh. Người siêng năng làm điều ác là người mở cửa địa ngục cho mình, là người ở bờ bên này, bờ đau khổ. Chánh tinh tấn là hằng ngày siêng ngăn ác, diệt ác pháp, luôn luôn sinh thiện, tăng trưởng thiện pháp. Người nào luôn luôn sống chánh tinh tấn như vậy là người mở cửa thiên đàng, là người ở bờ bên kia, là bờ giải thoát, bờ không còn khổ đau. Như vậy, chứng quả A-la-hán không có khó khăn, không có mệt nhọc, phải không các bạn? Đức Phật dạy, tà niệm là bờ bên này, chánh niệm là bờ bên kia. Vậy tà niệm và chánh niệm nghĩa là gì? Tà niệm là pháp môn của ngoại đạo. Người tu tập theo pháp môn ngoại đạo như tụng kinh, niệm chú, niệm Phật bắt ấn, ngồi thiền ức chế tâm, tụng kinh cầu siêu cầu an, cúng sao giải hạn, trừ tà yểm quỷ, vân vân. Người nào chuyên tu hành những pháp môn ấy là mở cửa địa ngục, sẽ lọt vào thế giới tưởng, sẽ bị bệnh thần kinh điên khùng, là người ở bờ bên này. Bờ bên này là bờ đau khổ, bờ không giải thoát. Chánh niệm là pháp môn tứ niệm xứ. Người nào tu pháp môn này sẽ có giải thoát ngay liền. Họ đang ở bờ bên kia, bờ không còn đau khổ, bờ không còn lậu hoặc. Chỉ trong vòng 7 ngày, 7 tháng, 7 năm là viên mãn. Như vậy, chứng quả A-la-hán đâu có gì khó khăn, phải không các bạn? Đức Phật dạy, tà định là bờ bên này, chánh định là bờ bên kia. Vậy tà định và chánh định nghĩa là gì? Tà định là những thiền định của ngoại đạo, như bốn thiền vô sắc, không vô biên xứ tưởng, thức vô biên xứ tưởng, vô sở hữu xứ tưởng, phi tưởng phi phi tưởng xứ tưởng, thiền tri vọng, thiền công án, thiền minh sát tuệ, vân vân. Những loại thiền định này không làm chủ sanh già bệnh chết, không chấm dứt tái sanh luân hồi. Nó là những tà định ở bờ bên này, bờ đau khổ, bờ địa ngục không giải thoát. Chánh định là tứ thánh định, pháp môn thiền định của Phật giáo. Người nào tu tập tứ thánh định là đang ở bờ bên kia, bờ giải thoát. Tứ thánh định là pháp môn làm chủ sanh già bệnh chết, nhưng muốn nhập được tứ thánh định là phải có tứ như ý túc. Người có tứ như ý túc là người ở bờ bên kia. Như vậy, chứng quả A-la-hán đâu phải khó khăn, phải không các bạn? Đức Phật dạy, tà trí là bờ bên này, chánh trí là bờ bên kia. Vậy tà trí và chánh trí nghĩa là gì? Tà trí là tri kiến không có giới luật. Tri kiến không có giới luật là tri kiến ác, ác với mình, với người và ác cả hai. Tri kiến không giới luật là tri kiến làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. Người có tri kiến này là người khổ đau, người ở bờ bên này, người ở trong địa ngục. Chánh trí là tri kiến có giới luật như Đức Phật đã dạy. Tri kiến ở đâu thì giới luật ở đó. Giới luật ở đâu thì tri kiến ở đó. Giới luật làm thanh tịnh tri kiến làm thanh tịnh giới luật. Nếu một người sống có tri kiến và giới luật như vậy là ở bờ bên kia, bờ giải thoát. Như vậy, chứng quả A-la-hán đâu phải khó khăn như mọi người nghĩ, phải không các bạn? Đức Phật dạy, này Bà La Môn, tà giải thoát là bờ bên này, chánh giải thoát là bờ bên kia. Vậy tà giải thoát và chánh giải thoát là gì? Tà giải thoát là tu tập cầu mong gặp tổ, gặp Phật, có thần thông biến hóa tàng hình, biết chuyện quá khứ vị lai,
ngồi thiền sinh hỷ lạc, ngồi thiền thấy xuất hồn, ngồi thiền thấy hào quang ánh sáng, nghe âm thanh trong tai, nghe mùi hương thơm ngào ngạt, nghe vị ngọt trong cổ, vân vân. Đó là tà giải thoát, nên tâm còn tham sân si ngút ngàn, vì thấy luôn luôn, lúc nào cũng ở bên bờ bên này, bờ đau khổ. Chánh giải thoát là tâm bất động trước các pháp ác và các cảm thọ, tâm thanh thản an lạc và vô sự, tâm không phóng dật, đó là ở bờ bên kia, bờ giải thoát, tâm vô lậu. Như vậy tu chứng quả A-la-hán đâu phải khó khăn, phải không các bạn? Đoạn kinh này xác định có 10 pháp ở bờ bên kia, hay nói cách khác là đoạn kinh này dạy chúng ta nên chọn lấy một pháp trong 10 pháp này để sống đúng lời dạy, thì luôn luôn ở bờ bên kia, tức là chứng quả A-la-hán. Cho nên tóm lược bài pháp này bằng những câu kệ xác định bờ bên này và bờ bên kia. Đức Phật dạy: Này Bà La Môn, đây là bờ bên này, đây là bờ bên kia. Ít người giữa nhân loại đến được bờ bên kia, còn số người còn lại xuôi ngược chạy bờ này. Những ai hành trì pháp, theo chánh pháp khéo dạy, sẽ đến bờ bên kia. Người ở đời vì vô minh lầm chấp cho các pháp thế gian là thật có, nên không dám buông bỏ, vì thế mà chạy xuôi chạy ngược, chịu khổ đau vô cùng vô tận, chớ không phải chứng quả A-la-hán của Phật là khó. Khó là do không buông xả dục và các pháp. Sau khi chết không có sự sống. Lời Phật dạy: Này các tỳ kheo, không có sắc nào hằng còn, tồn tại mãi ở đời mà không biến đổi, lại cũng không có thọ, tưởng, hành, thức nào hằng còn mãi ở đời mà không biến đổi. Này các tỳ kheo, nếu lại có thức này hằng còn mãi ở đời mà không biến đổi, thì người tu phạm hạnh chẳng thể phân biệt được thiện ác, chẳng dứt hết gốc khổ. Nếu chỉ còn một chút xíu thức như đất trên đầu móng tay, ta không thay đổi thường hằng, thì người tu phạm hạnh chẳng thể phân biệt được thiện ác, chẳng dứt hết gốc khổ. Vì thế, này các tỳ kheo, vì không còn một chút xíu thức nào, nên đạo ta, đạo đức nhân bản nhân quả ra đời, phạm hạnh được dựng lại mới dứt hết mé khổ. Chú giải: Xin các bạn suy nghĩ kỹ, đọc lại đoạn kinh này thì sẽ thấy đạo Phật không chấp nhận có một linh hồn tồn tại trong thân tứ đại này sau khi chết. Nếu còn có một linh hồn tồn tại thì đạo Phật không ra đời, vì có ra đời cũng chẳng làm lợi ích gì cho ai. Mục đích của đạo Phật ra đời là đem lại nền đạo đức nhân bản nhân quả, giúp cho con người sống, không làm khổ mình, khổ người, để xây dựng cõi thế gian này trở thành cảnh giới cực lạc, thiên đàng một cách thiết thực và cụ thể. Cho nên, còn có cõi siêu hình chân thật, thì con người trong cõi thế gian này không bao giờ hết khổ. Không bao giờ hết khổ thì Phật giáo không ra đời. Sau khi tu hành chứng đạo có tâm mình, Ngài quan sát và truy tìm khắp mọi nơi, không tìm thấy đâu là thế giới siêu hình, đâu là linh hồn của con người tồn tại. Ngài chỉ tìm thấy thế giới siêu hình tưởng và linh hồn tưởng do tưởng uẩn của con người tạo ra những hình bóng ấy, nên Ngài gọi thế giới đó là thế giới tưởng tri, do điên đảo tưởng mà có. Bởi vậy, từ xa xưa, khi con người xuất hiện trên hành tinh này đã mang theo tưởng tri điên đảo. Một, cho nên, tất cả các tôn giáo ra đời đều dẫm lại lối mòn tưởng tri điên đảo của tư tưởng con người sản sanh ra các tôn giáo, đều dựng lên thế giới siêu hình, Phật, trời, tiên, thánh, thần, quỷ, ma và linh hồn người chết, vân vân. Hai, tất cả các tôn giáo đều là sản phẩm của tưởng tri điên đảo này của con người. Vì vậy mà các tôn giáo đều dựng lên thế giới siêu hình như nhau. Ba, chính tưởng tri điên đảo tưởng này của con người sản sinh ra các tôn giáo, nên tất cả tôn giáo đều dựng lên thế giới siêu hình. Chỉ riêng có đạo Phật
nhìn thế giới như thật, thấy biết rất rõ ràng, không có linh hồn người chết và cũng không có thế giới siêu hình. Vì thế, Đạo Phật ra đời nhằm mục đích đem lại nền đạo đức cho con người, và chính mọi người phải tự xây dựng cho mình một cõi cực lạc thiên đàng. Cho nên, đoạn kinh trên đây Ngài dạy: Vì thế, này các tỳ kheo, vì không có một chút xíu thức nào nên đạo ta ra đời, phạm hạnh được dựng lại mới dứt hết mé khổ. Trong tập 3, những lời Phật dạy, có một bài kinh Đức Phật cũng dạy không có thế giới siêu hình. Này hiền giả Channa, tôi tận mắt nghe Thế Tôn, tận mắt nhận lãnh từ Thế Tôn giáo giới này cho tôn giả Kakkanagotta. Thế giới này dựa trên hai quan điểm. Này Kakkana, hiện hữu và không hiện hữu. Ai thấy như thật với chánh trí tuệ sự tập khởi của thế giới thì không chấp nhận là thế giới không hiện hữu, tức thế giới siêu hình. Nhưng này Kakkana, ai thấy như thật với chánh trí tuệ sự đoạn diệt của thế giới thì không chấp nhận là thế giới có hiện hữu, thế giới hữu tình. Thế giới này phần lớn, này Kakkana, là chấp thủ các phương tiện và bị trói buộc bởi những thành kiến. Đoạn kinh trên đây cũng xác định rõ ràng, thế giới hữu hình là thế giới duyên hợp, nên không thật có một vật gì là thật, là thường hằng, bất di bất dịch. Thường mọi vật đều vô thường, biến hoại, nay còn mai mất, từng phút, giây. Chỉ do tưởng điên đảo mới thấy cái này là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Còn thế giới vô hình là bóng dáng của thế giới hữu hình, do tưởng uẩn tạo ra mà chúng ta không hề hay biết, nên sống trong tưởng tri, thường cho nó là một thế giới vĩnh hằng. Vì thế, có nhiều người nghĩ tưởng rằng theo các tôn giáo, phục vụ tôn giáo đến khi chết sẽ được về cõi trời, cõi Phật, hoặc làm một việc gì hy sinh cho tôn giáo thì sẽ được phong thánh, sẽ được về với Phật, với trời, vân vân. Thưa các bạn nên suy nghĩ cho chín chắn lại đi. Một con người còn hung ác, tâm còn tham sân si dữ tợn, vì tôn giáo mình hy sinh giết người, ăn thịt các loài cầm thú như cọp, như beo. Vậy mà khi muốn chết, đi về với cõi trời, cõi Phật, thì về chỗ nào được các bạn? Một vị thánh còn ôm súng đạn giết người, còn tham sân si ngút trời, mà làm thánh được hay sao các bạn? Trong bộ sách Đường Về Xứ Phật có một đoạn kinh, Đức Phật bài bác các thầy Bà La Môn tụng kinh cầu siêu cho linh hồn người đã chết. Ngài đưa ra một ví dụ: tảng đá và giọt dầu. Tảng đá và giọt dầu mang đầy đủ một ý nghĩa sâu sắc rất lớn đối với kiếp làm người. Thứ nhất, khi con người còn sống thì lầm chấp cho trong thân này còn có linh hồn. Vì vậy, thân tâm này là mình, là của mình, cho nên cố gắng làm mọi việc, dù làm việc ác, nếu có thể giết người cũng vẫn cứ làm, miễn là làm như thế nào, tiền bạc cho thật nhiều để phục vụ cho mình đầy đủ hơn, sung sướng hơn, vân vân. Còn ai khổ đau hoặc chết cũng mặc kệ. Nhưng khi thân này chết rồi, cũng giống như tảng đá, gốc cây, là những vật vô tri, còn có vật gì đâu là hữu tri nữa. Bởi Đức Phật đã xác định, khi tứ đại rã tan thì chẳng có một vật gì tồn tại. Vậy thì làm sao có linh hồn trong thân được mà tụng niệm cầu siêu? Đó chẳng qua là một sự tưởng tượng của loài người mà thôi. Thứ hai, tảng đá ví như nghiệp ác. Khi con người còn sống làm điều ác, tức là làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh. Khi chết rồi, nghiệp ác ấy vẫn còn, mà Đức Phật ví dụ nó nặng như tảng đá. Đó là tảng đá nghiệp.
Nếu đem ném xuống hồ nước rồi, mời các thầy đến tụng niệm cầu cho tảng đá nổi lên mặt hồ. Chắc chắn, điều này không thể làm được. Đúng quá, phải không các bạn? Thứ ba, giọt dầu, ví như nghiệp thiện. Khi con người còn sống, làm điều thiện, tức là ngăn ác, diệt ác, luôn luôn sống trong thiện pháp, làm việc thiện, có nghĩa là sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh. Đến khi thân này tan ra, thần thức cũng không còn, chỉ còn lại nghiệp thiện. Nghiệp thiện này, Đức Phật ví nó như giọt dầu. Nếu đem ném nó xuống hồ nước, không cần phải mời các thầy tụng kinh niệm Phật, nó cũng vẫn cứ nổi trên mặt nước. Điều này chắc chắn ai cũng biết được. Hiển nhiên quá, phải không các bạn? Đức Phật nêu ra tảng đá và giọt dầu. Đây là mục đích dẹp bỏ sự mê tín lạc hậu qua nhiều hình thức cúng tế, cầu siêu, cầu an, mà tự ngàn xưa cho đến ngày nay vẫn còn. Sở dĩ như thế là vì con người không đủ trí tuệ sáng suốt, vén màn vô minh ấy để phá vỡ những phong tục tập quán mê tín lạc hậu lâu đời này. Trái lại, loài người đã mê lầm duy trì và truyền thừa từ đời ông cha cho đến đời con cháu. Với sự hiểu biết mơ hồ, trừu tượng, ảo giác, con người đã làm cho con người khổ đau, lại càng thêm khổ đau hơn. Bởi vậy, nhiều người còn lạc hậu bảo rằng tụng kinh niệm Phật để cho linh hồn nghe kinh kệ mà tiêu diêu nơi miền cực lạc, hoặc linh hồn còn tiếp tục nghe kinh kệ như lúc còn sống để học hỏi, để tiến hóa, dù cho linh hồn đó ở bất cứ cảnh giới nào sau khi chết. Qua ý kiến này, chúng ta mới nhận thấy được tai hại của tư tưởng trong các kinh sách phát triển đại thừa đã gieo rắc vào lòng người sự mê tín lạc hậu, mà đến giờ này, dù là những người có học thức như những giáo sư, tiến sĩ hay bác sĩ, vẫn còn mờ mịt, vẫn tin theo một cách mù quáng, chứ đừng nói chi tới giới bình dân ít học. Cho nên, hiện giờ là thời đại khoa học hóa và kỹ nghệ hóa đời sống con người, nhưng mê tín lạc hậu của con người vẫn còn mãi mãi. Sự truyền thừa mê tín của Bà La Môn cho rằng con người có linh hồn nên mới có sự sống sau khi chết. Linh hồn luôn học hỏi để tiến hóa dù bất cứ ở cảnh giới nào. Chúng tôi rất đau lòng vì một tu sĩ Phật giáo trong hàng giáo phẩm thượng tọa của Giáo hội Phật giáo Việt Nam mà tụng kinh trị bệnh ma, trừ tà, yểm quỷ, hoặc tụng kinh đi vớt những linh hồn người chết đuối trên sông. Một tu sĩ Phật giáo mà giống như những thầy phù thủy làm những điều mê tín, mơ hồ, ảo tưởng, khiến cho những người nhẹ bóng vía tin theo. Thượng tọa này còn thu băng phổ biến khắp nơi với tựa đề rất là hấp dẫn: Chuyện lạ thế kỷ 21. Chính vì thượng tọa này không biết những hiện tượng đó xảy ra là do thần kinh tưởng uẩn của những người mất bình thường, cho nên thượng tọa đã làm một điều phi Phật giáo. Đó là một đường lối đi ngược lại đường lối Phật giáo, đường lối phi đạo đức nhân quả nhân bản. Cho nên, nếu mọi người sống đúng đạo đức nhân bản nhân quả, thì sẽ không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh. Một cuộc sống như vậy là một cuộc sống biết ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện pháp, một cuộc sống thiên đàng cực lạc các bạn ạ. Còn ngược lại, tu sĩ Phật giáo lại tụng kinh đi cầu hồn ma, vậy thì đó là tu sĩ của tà đạo bàn môn, đứng trong hàng ngũ của ngoại đạo, cho rằng luật nhân quả là luật của tạo hóa, thì người ta sẽ hiểu lầm lạc rằng có ông tạo hóa làm ra luật nhân quả này để xử phạt, hay người ta hiểu rằng tạo hóa là chỉ cho vạn vật trên hành tinh này. Hiểu như thế nào cũng đều lệch lạc hết các bạn ạ. Theo chúng tôi xác định, luật nhân quả là do mỗi sự sống trên hành tinh này tạo ra nhân quả, rồi từ nhân quả ấy tự xử phạt lại nó mà gọi là luật. Cho nên, luật
mà không luật. Vì thế, nhân quả xử phạt mới rất công minh. Là vậy. Chứ không có ông tạo hóa nào hay vạn vật nào làm ra luật nhân quả này cả. Trong kinh sách Đại Thừa, lấy luật nhân quả hù dọa người. Nếu ai nói kinh sách Đại Thừa sai, thì đầu bể bảy miếng. Nói thầy Tổ Đại Thừa sai, thì tội đọa địa ngục. Đó là những lời hù dọa để bịt miệng mọi người, không cho nói lỗi của sư thầy hay kinh sách Đại Thừa. Thưa các bạn, như các bạn đã biết, do đâu mà có nhân quả? Đó là do từ hành động thân, miệng, ý của người đó tạo ra nhân, để nhân sanh quả. Từ đó, nhân quả mới xử phạt lại người đó, mà gọi là luật. Chứ không có tạo hóa nào tạo ra luật nhân quả để xử phạt ai hết. Vì nếu có người tạo ra luật nhân quả, thì luật nhân quả không công minh chính trực. Phải không hỡi các bạn? Cho nên, nói tới luật nhân quả là tự mọi người đều biết luật nhân quả của mình, không sợ ai hù dọa mình. Khi nói một lỗi của người nào, thì người ấy phải có lỗi thật sự. Còn nếu không lỗi mà nói có lỗi là lời nói vu khống, lời nói đó sẽ trở lại xử phạt họ. Ví dụ, nói kinh sách Phát Triển Đại Thừa sai là vì kinh sách này dạy giáo lý mê tín, trừu tượng, ảo giác, mơ hồ của Bà La Môn để lừa đảo tín đồ Phật giáo. Nói các tổ sai là vì các tổ tìm mọi cách diệt Phật giáo bằng cách soạn viết kinh sách đập phá bốn chân lý của đạo Phật và chế Bồ Tát giới cấm không cho Phật tử tu học theo giáo lý của Đức Phật. Do các tổ có ác ý với Phật giáo nên chúng tôi nói thẳng, chỉ thẳng, nói đúng một sự thật, thì đó là một việc làm thiện, một việc làm tốt để giúp ích cho biết bao nhiêu người thoát khỏi sự mê tín lạc hậu, làm hao công sức và tiêu hao tiền của vật chất một cách nhảm nhí. Một lời nói thật và thẳng thắn làm ích lợi cho muôn người mà bảo rằng đọa địa ngục thì đó là lời hù dọa vô căn cứ của giáo pháp Đại Thừa, không hiểu luật nhân quả. Vì thế, Đạo Phật dạy chúng ta sống luôn luôn ngăn ác, diệt ác pháp, sanh thiện, tăng trưởng thiện. Nói cái sai để cho mọi người thấy, biết rõ, để tránh khỏi tai họa, mà bảo rằng có tội là không đúng. Giúp cho mọi người tránh được tai họa thì có phước, chứ sao có tội, phải không các bạn? Cha mẹ làm sai mà con cái bưng bít không dám nói ra để sửa sai là một điều tội lỗi. Đâu phải ông bà cha mẹ từ xưa đến giờ đều đúng hết. Có sai cần phải đóng cửa dạy nhau, cần phải bỏ cái sai xuống, cần phải dẹp sạch cái sai. Phải không hỡi các bạn? Chúng ta là những tu sĩ và cư sĩ Phật giáo, thấy những điều sai không đúng giáo lý của Phật giáo thì chúng ta có quyền chỉnh lại, làm cho Phật giáo ngày càng tốt hơn. Cớ sao các bạn lại bảo rằng chúng tôi phỉ báng thầy tổ? Thầy tổ sai không được dám nói họ sai sao? Dùng chứa thầy tổ sai, phạm giới, phá giới, bẻ vụn giới là làm cho Phật giáo suy đồi, là giết Phật giáo, các bạn có biết không? Khi chúng tôi chỉnh lại pháp hành của các hệ phái Phật giáo thì có sự đụng chạm, nhưng vì giáo lý của các hệ phái đang dạy tu tập là những kiến giải, tưởng giải theo kiểu 62 luận thuyết của lục sư ngoại đạo trong thời Đức Phật còn tại thế, còn tất cả các pháp của Phật giáo đều do từ giới định tuệ, thì các hệ phái Phật giáo này ném bỏ, chỉ còn học suông chơi mà thôi. Và vì vậy, khi chúng tôi nói thẳng thì các vị này đỏ mặt tía tai, bảo rằng chúng tôi phỉ báng thầy tổ. Xin thưa cùng các bạn, chúng tôi không phỉ báng thầy tổ. Phỉ báng thầy tổ để làm gì? Chúng tôi chưa chỉ thẳng, nói thẳng thầy tổ nào có tâm ý diệt Phật giáo, thầy tổ nào có những kiến giải
tưởng giải sai, không đúng chánh pháp của đạo Phật, làm suy thoái Phật giáo, thì chúng tôi nói thẳng, để dựng lại những gì của Phật giáo mà Thầy Tổ đã ném bỏ, và ném bỏ những gì không phải của Phật giáo mà Thầy Tổ đã vay mượn của ngoại đạo dựng lên. Nếu các bạn cho rằng chúng tôi làm những điều này sẽ đọa địa ngục, thì chúng tôi vui lòng chấp nhận đọa địa ngục để cho tín đồ Phật giáo có những pháp môn tu hành ngăn ác, diệt ác pháp, sanh thiện, tăng trưởng thiện pháp và sống có đạo đức làm người, không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh. Điều mà chúng tôi ước mong nhất là không còn thấy tín đồ Phật giáo tu hành theo những pháp môn mê tín lạc hậu, trừu tượng, ảo giác của các thầy tổ dẫn dắt sai nữa, vân vân. Phật giáo phải được chấn chỉnh lại. Nếu các bạn vì một lý do gì trách móc hay phỉ báng chúng tôi bằng mọi cách, chúng tôi vẫn luôn luôn chấp nhận mà không hề có một lời phiền trách các bạn. Các bạn nói sao về chúng tôi cũng được, nhưng chúng tôi nguyện đem hết sức mình chấn chỉnh lại Phật giáo để đền đáp công ơn Đức Phật trong muôn một. Nhờ tu hành Pháp Phật mà chúng tôi mới có được như ngày hôm nay. Nếu chúng sanh còn đủ phước báo, thì chúng tôi dẹp sạch những tà giáo ngoại đạo đang làm băng hoại Phật giáo, đang biến Phật giáo thành một tôn giáo mê tín. Còn nếu chúng sanh không đủ phước, thì chúng tôi cũng vui lòng. Nhưng dù thế chăng nữa, chúng tôi cũng thương xót cho chúng sanh bạc phận vô duyên với chánh pháp của Phật. Chánh niệm trên tứ niệm xứ. Lời Phật dạy: trên thân quán sát thân để khắc phục tham ưu, trên tâm quán tâm để khắc phục tham ưu ở đời, trên thọ quán thọ để khắc phục tham ưu, trên pháp quán pháp để khắc phục tham ưu. Chú giải: tứ niệm xứ là một pháp môn tu tập để làm chủ bốn sự khổ đau của kiếp người, đó là sanh, già, bệnh, chết. Tứ niệm xứ là giáo trình để học và tu tập ở lớp chánh niệm. Sau khi học và tu tập tốt nghiệp lớp chánh niệm này ra, thì họ tiếp tục học và tu tập lớp chánh định và thực hiện tam minh. Khi tốt nghiệp lớp chánh định và thực hiện tam minh, thì họ đã làm chủ sanh già, bệnh chết và chấm dứt tái sanh luân hồi. Pháp môn tứ niệm xứ có lợi ích lớn như vậy, giúp cho con người có đủ bản lĩnh làm chủ mọi sự khổ đau của kiếp người. Vậy tứ niệm xứ là gì? Thưa các bạn muốn biết rõ pháp môn tứ niệm xứ thì hãy lắng nghe Đức Phật dạy. Một thời Thế Tôn ở Vesali tại rừng Ambapali. Ở đây Thế Tôn gọi các tỳ kheo: này các tỳ kheo cần phải trú chánh niệm tỉnh giác. Đây là lời giáo giới của Như Lai cho các thầy. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo chánh niệm? Ở đây, này các tỳ kheo trú quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời, trú quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời, trú quán tâm trên tâm, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời, trú quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Như vậy này các tỳ kheo là tỳ kheo chánh niệm. Đoạn kinh trên đây dạy chúng ta cách thức chánh niệm, tức là học lớp chánh niệm. Vậy chánh niệm là gì? Theo đoạn kinh này thì chánh niệm là niệm thanh thản, an lạc và vô sự. Niệm thanh thản, an lạc và vô sự hiện tiền trên bốn chỗ thân: thọ, tâm, pháp, thì tà niệm không bao giờ xen vào được. Nếu tà niệm xen vào được thì tức khắc phải nhiếp phục, không được để chúng tác động vào thân, thọ, tâm và pháp. Vậy tà niệm là gì? Tà niệm được chia làm hai phần: tà niệm thuộc về tâm, tà niệm thuộc về thân. Tà niệm thuộc về tâm có nghĩa là tâm buồn rầu, lo sợ, giận hờn, ghen tức, căm thù, thương nhớ, phiền não, vân vân. Tà niệm thuộc về thân có nghĩa là thân bị bệnh khổ, đau nhức chỗ này, đau nhức chỗ kia, ngứa ngáy, mỏi mệt, chóng mặt, đau lưng, đi đứng không vững vàng, vân vân. Những tà niệm này thường xảy ra trong thân, thọ, tâm và pháp của chúng ta,
khiến cho cuộc sống của chúng ta bất an. Vì thế chúng ta phải tập sống trong chánh niệm. Tập sống trong chánh niệm tức là tu tập tứ niệm xứ. Muốn tu tập tứ niệm xứ thì hằng ngày phải quan sát trên bốn chỗ: thân, thọ, tâm và pháp. Nếu thấy có tà niệm thì phải tu tập như sau: trên thân quán sát thân để khắc phục tham ưu, trên tâm quán tâm để khắc phục tham ưu ở đời, trên thọ quán thọ để khắc phục tham ưu, trên pháp quán pháp để khắc phục tham ưu. Chữ khắc phục tham ưu có nghĩa là làm cho sự ưu phiền trên thân thọ, tâm và pháp không còn đau khổ phiền não nữa, do đẩy lui tất cả những sự đau khổ và phiền não trên thân tâm của chúng ta, nên gọi là làm chủ sanh già bệnh chết. Tỉnh giác trên tứ niệm xứ. Thưa các bạn, nếu muốn đạt được chánh niệm như vậy thì các bạn phải có sự tỉnh thức. Muốn tu tập tỉnh thức thì các bạn hãy lắng nghe Đức Phật dạy. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo tỉnh giác? Ở đây, này các tỳ kheo tỉnh giác khi đi tới đi lui, tỉnh giác. Khi ngó tới ngó lui, tỉnh giác. Khi co tay, duỗi tay, tỉnh giác. Khi mang áo, sangati, tăng già lê, mang bát, mang y, tỉnh giác. Khi ăn uống, khi nhai, khi nếm, tỉnh giác. Khi đại tiện, tiểu tiện, tỉnh giác. Khi đi, đứng, khi ngồi, khi nằm, khi thức, khi nói, khi im lặng, đều tỉnh giác. Này các tỳ kheo, như vậy tỳ kheo sống tỉnh giác. Đoạn kinh trên đây đã xác định sự tỉnh giác trên thân hành của chúng ta. Vậy thân hành của chúng ta là gì? Như đoạn kinh trên đã nói, khi đi tới đi lui tỉnh giác, khi ngó tới ngó lui tỉnh giác, khi co tay duỗi tay tỉnh giác, khi mang áo, sanghati, tăng già lê, mang bát, mang y, tỉnh giác, khi ăn uống, khi nhai, khi nếm, tỉnh giác, khi đại tiện, tiểu tiện, tỉnh giác, khi đi, đứng, khi ngồi, khi nằm, khi thức, khi nói, khi im lặng, đều tỉnh giác. Đây chỉ là những hành động chung của thân, chứ chưa được rõ ràng và cụ thể. Vì vậy chúng tôi xin xác định cho rõ ràng hơn để các bạn biết phản tỉnh lại các hành động nơi thân của mình. Thân hành của mỗi người được chia ra làm hai phần. Một, thân hành nội, hơi thở. Hai, thân hành ngoại, tất cả mọi sự hoạt động của thân. Thân hành hoạt động gồm có ba nơi: một thân, hai miệng, ba ý. Như vậy, muốn tỉnh giác trên thân hành thì các bạn hãy phản tỉnh lại thân, miệng, ý của mình. Khi phản tỉnh lại thân, miệng, ý của mình là các bạn hãy chủ động điều khiển thân hành, khẩu hành và ý hành, khiến cho thân hành, khẩu hành, ý hành của các bạn không có lỗi lầm. Thân hành, khẩu hành, ý hành của các bạn không có lỗi lầm tức là chánh niệm, còn có lỗi lầm là có tà niệm. Rút ra kinh nghiệm tu tập của bài kinh này là phản tỉnh lại thân hành, khẩu hành và ý hành. Phản tỉnh lại thân hành, khẩu hành và ý hành là tỉnh giác. Do đó đoạn kinh này nói chung là chú ý các hành động của thân, như khi đi tới đi lui tỉnh giác, khi ngó tới ngó lui tỉnh giác, khi co tay duỗi tay tỉnh giác, khi mang áo sanghati tăng già lê, mang bát mang y tỉnh giác, khi ăn uống, khi nhai, khi nếm tỉnh giác, khi đại tiện, tiểu tiện, tỉnh giác, khi đi đứng, khi ngồi, khi nằm, khi thức, khi nói, khi im lặng, đều tỉnh giác. Đoạn kinh này nói như vậy khiến các bạn sẽ hiểu sai lệch, biến pháp xả tâm thành pháp ức chế tâm. Nếu chúng tôi không giải thích rõ ràng, các bạn sẽ hiểu lầm và tu tập là chỉ lo chú ý tập trung trên thân hành một cách ức chế tâm cho hết niệm khởi. Đó là một điều tu sai lệch pháp hết sức. Đức Phật rất sợ chúng ta tu tập tứ niệm xứ lầm lạc thì tai hại không lường được về hậu quả. Bởi vì pháp môn tứ niệm xứ là một pháp môn độc nhất để đưa con người có đủ năng lực làm chủ nhân quả, tức là làm chủ mọi sự hoạt động của chúng ta hàng ngày. Để kết luận đoạn kinh này, các bạn hãy lắng nghe Đức Phật dạy. Này các tỳ kheo phải sống an trú chánh niệm, tỉnh giác. Đó là lời dạy của Như Lai cho các tỳ kheo. Vậy chúng ta hãy hiểu cho rõ ràng để biết cách sống an trú chánh niệm tỉnh giác mà không sai lầm trên pháp môn tứ niệm xứ. Lần lượt chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn an trú chánh niệm tỉnh giác trong nhiều góc độ của pháp môn tứ niệm xứ để đạt được sự làm chủ sự sống chết hoàn toàn chỉ trong một đời này mà thôi. Giới luật
và tri kiến trong tứ niệm xứ. Kính thưa các bạn, bài pháp trên đây đã dạy chúng ta cách thức sống an trú chánh niệm tỉnh giác trên thân hành, khẩu hành và ý hành để tu tập bốn niệm xứ. Còn bây giờ chúng ta lại sống an trú chánh niệm tỉnh giác trên giới luật để tu tập tứ niệm xứ. Trước khi triển khai pháp hành này, chúng tôi xin các bạn hãy lắng nghe Đức Phật dạy. Vậy này các tỳ kheo, các thầy phải gội sạch hai pháp cơ bản về các thiện pháp. Và thế nào là hai pháp cơ bản về các thiện pháp? Chính là giới khéo thanh tịnh và tri kiến chánh trực. Này các tỳ kheo, khi nào các thầy được giới khéo thanh tịnh và tri kiến chánh trực, các thầy hãy y cứ trên giới, an trú trên giới, tu tập bốn niệm xứ, thân, thọ, tâm, pháp. Đại Tạng Kinh Việt Nam, Kinh Tương Ưng tập 5 và Tăng Chi Bộ Kinh tập 1. Đoạn kinh trên đây dạy rất rõ ràng giới luật và tri kiến. Vậy muốn khắc phục những tham ưu trên thân, thọ, tâm và pháp thì phải y cứ trên giới luật sống không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào thì mới mong đẩy lui các chướng ngại pháp trên đó, khắc phục tham ưu. Thưa các bạn, trong Kinh Ước Nguyện, Đức Phật cũng đã nhắc nhở chúng ta rất nhiều về giới luật, vì giới luật rất quan trọng trên con đường tu tập giải thoát. Muốn ước nguyện kết quả một điều gì trong sự tu tập thì giới luật phải nghiêm chỉnh. Ở đây tu tập tứ niệm xứ, Đức Phật cũng dạy chúng ta lấy giới luật và tri kiến làm nền tảng cho sự nhiếp phục những tham ưu trên tứ niệm xứ, nghĩa là muốn đẩy lui những sự khổ đau trên thân, thọ, tâm và pháp thì giới luật phải nghiêm chỉnh. Giới luật nghiêm chỉnh thì tri kiến thanh tịnh, tri kiến thanh tịnh thì giới luật mới nghiêm chỉnh. Giới luật làm thanh tịnh tri kiến làm thanh tịnh giới luật. Đó là nền tảng vững chắc để chúng ta tu tập tứ niệm xứ. Vì thế các bạn hãy lưu ý đoạn kinh này: các thầy hãy y cứ trên giới, an trú trên giới, tu tập bốn niệm xứ, thân, thọ, tâm, pháp. Thì các bạn tu tập sẽ làm chủ bốn sự đau khổ sanh, già, bệnh, chết. Tứ niệm xứ là ngọn đèn soi sáng, là chỗ nương tựa vững chắc. Pháp môn tứ niệm xứ quan trọng như thế nào mà Đức Phật luôn nhắc nhở ông A Nan hãy lấy pháp môn tứ niệm xứ làm ngọn đèn và làm chỗ nương tựa vững chắc trên đường tu tập cho chính mình. Vậy các bạn hãy lắng nghe và suy nghĩ cho kỹ những lời Đức Phật dạy. Này A Nan Đa, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, hãy tự mình nương tựa chính mình, chứ nương tựa một gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, chớ nương tựa một điều gì khác. Này A Nan Đa, thế nào là tỳ kheo tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một điều gì khác, dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một điều gì khác. Đoạn kinh trên Đức Phật muốn giới thiệu một pháp môn rất quan trọng cho cuộc đời tu hành của các bạn, không phí công phí sức, nên ngài căn dặn ông A Nan rất kỹ lưỡng. Ở đây, này A Nan Đa, tỳ kheo trú quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm nhiếp phục tham ưu ở đời, trú quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm nhiếp phục tham ưu ở đời, trú quán tâm trên tâm, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm nhiếp phục tham ưu ở đời, trú quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm nhiếp phục tham ưu ở đời. Như vậy này A Nan Đa, tỳ kheo tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một điều gì khác, dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một điều gì khác. Các bạn có nghe chăng, tứ niệm xứ là ngọn đèn chánh pháp, là chỗ nương tựa vững chắc cho các bạn. Như vậy tứ niệm xứ đúng là một pháp môn rất quý báu, nên Đức Phật lặp đi lặp lại nhiều lần để chúng ta đừng quên pháp môn tứ niệm xứ. Lời di chúc năm xưa của Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn, ngài bảo các tỳ kheo như sau: này các tỳ kheo, sau khi ta đã Niết Bàn, hãy lấy giới luật và giáo pháp của ta làm thầy, làm chỗ nương tựa vững chắc. Đọc những đoạn kinh trên đây, chúng ta mới nhận ra giới luật và giáo pháp của ngài di chúc lại cho chúng ta là pháp môn tứ niệm xứ. Như vậy các bạn đã rõ chưa? Lấy mình làm ngọn đèn, làm chỗ nương tựa vững chắc là ý muốn dạy điều gì đây?
Xin thưa cùng các bạn, tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một điều gì khác. Để thấu rõ và xác định ý nghĩa của câu này, chúng tôi xin lặp lại. Tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, đó là tri kiến của chúng ta đấy các bạn ạ. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn soi sáng, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một điều gì khác, là ý Phật muốn dạy pháp môn gì đây? Xin thưa cùng các bạn, đó là giới đức, giới hạnh, giới hành và pháp môn tứ niệm xứ. Đọc đến những đoạn kinh trên đây, chắc các bạn đã thấu hiểu và phân biệt chánh pháp của Phật là pháp nào, còn tà pháp của ngoại đạo là pháp nào. Nếu không có những lời xác định chánh pháp của Phật, thì đứng trước rừng kinh sách hiện giờ, các bạn dễ rơi vào kiến giải tưởng của ngoại đạo. Tóm lại, khi tu hành theo Phật giáo, thì không nên tu tập bất cứ một pháp môn nào khác, mà chỉ nên tu tập tri kiến, giới luật và tứ niệm xứ. Người tu tập pháp môn tứ niệm xứ là những người tối thượng trong hàng tỳ kheo của Như Lai. Một lần nữa, chúng ta hãy nghe Đức Phật ca ngợi tán thán pháp môn tứ niệm xứ trước khi vào Niết Bàn. Này Ananda, những ai hiện nay hay sau khi ta diệt độ, tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một điều gì khác, dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một điều gì khác. Những vị ấy, này Ananda, là những vị tối thượng trong hàng tỳ kheo của Như Lai. Nếu những vị ấy nhiệt tâm tinh cần tha thiết học hỏi, xem thế, chúng ta mới thấy tri kiến, giới luật và pháp môn tứ niệm xứ rất quan trọng trên đường tìm tu giải thoát. Đúng vậy, một pháp môn tu tập làm chủ được những nỗi khổ đau của kiếp người, sanh, già, bệnh, chết. Một pháp môn tuyệt vời với nền đạo đức không làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sanh. Trên đời này, nếu ai đủ duyên gặp được giới luật và pháp môn tứ niệm xứ của Phật là người có phước báo đầy đủ mà Đức Phật đã xác định. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một điều gì khác. Những vị ấy, này Ananda, là những vị tối thượng trong hàng tỳ kheo của Như Lai. Đức Phật dùng những danh từ tối thượng và xứng đáng của Như Lai này tán thán rất đúng nghĩa, vì trên đời này không có pháp môn nào làm chủ được những sự đau khổ như vậy. Những lời dạy trên đây là những lời sắc tấn chân thật của Đức Phật, thiết tha kêu gọi chúng ta hãy tin tưởng nỗ lực tu hành, đừng sợ gian khổ, đừng chùn bước trước mọi sự gian nan thử thách. Người mới tu tập vẫn tu tập pháp môn tứ niệm xứ. Pháp môn tứ niệm xứ có 3 giai đoạn tu tập. 1.